Xin chi channel xin trân trọng giới thiệu với các bạn một cái video về chậu lan kiếm vị hoàng tại vườn nhà mình. Đây là chậu lan kiếm mình đón em nó về từ nhà vườn của bạn Huy Quang. Từ thời điểm 30 tháng 9 năm 2018, tính đến nay là cũng tròn 8 tháng rồi. Nhưng em phát triển rất là tốt. Thân lá, bẹ, cây, người hoa rất là đẹp, hài hòa. Và đặc biệt là có thêm được hai cái mầm thân non. Chắc chắn là ưng ý, bởi vì cây hẳn rất là khỏe. Còn mình cũng mới chơi, thành ra là đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa hiểu nhiều lắm về lan kiếm nói chung. Chỉ có điều là mình số đông các bạn chơi kiếm là có một cái chậu trồng kiếm vào, và khi em nó ra hoa thì sẽ có một cái đôn để đặt chậu lên, và cái cần hoa sẽ buông xuống để cho không bị chạm đất. Thường là vậy, mình thấy là như thế. Thế nhưng mà riêng với nhà mình thì lại là làm cái điều trái khoáy, ngược lại là cần hoa dựng ngược, vuông góc với mặt chậu và chiếu thẳng lên trời. Ngay từ khi em nó mới dài độ 10 đến 15 cm là đã sử dụng các cái kẹp này. Cứ dần dần kẹp em nó, đỡ em nó, gắn vào một cái thanh nhựa để cho em nó thẳng vuông góc lên. Thời điểm này thì cây chậu kiếm ra nụ ra hoa rất là đẹp, và rất tiếc là thời tiết hôm nay không ủng hộ. Nếu mà trời có nắng trong xanh thì cái lá xanh cũng như là cái sắc vàng của cánh hoa rồi lưỡi môi sẽ đẹp. Và ý tưởng của mình là định sẽ cho em nó hiện hiện dựng lên giữa cái nền trời trong xanh. Thế nhưng mà hôm nay không có nắng nên không thể đạt được cái điều này. Rất là tiếc nhưng không sao. Điều quan trọng là giới thiệu với các bạn một cách chơi của gia đình nhà mình. Muốn khác người một chút, nhưng mà mình cho rằng là cũng rất là thuận tiện ở cái việc là trong không gian vườn chật hẹp của thành phố thì cái việc mà đặt những chậu lan kiếm lên cái đôn cũng là một vấn đề. Và cái việc di chuyển em nó từ vườn vào nhà, rồi từ nhà ra sân, rồi thậm chí là khi mang đến nhà bạn bè rồi trưng bày tham gia các hội lan, thì cái việc mà di chuyển của em nó là phải kèm theo cái đôn lên xe rồi đặt lên giá trưng bày cũng tương đối là vất vả. Thế nhưng mà với cái cách mà để dựng cái cần hoa như thế này, vừa tạo cái hài hòa chung và cũng là vẻ đẹp riêng có khác người một chút, cá nhân mình thì mình thấy hay, và mình cũng sẽ coi đây là một cái cách chơi khá phong phú, khá đa dạng, tôn trọng lẫn nhau thôi. Mỗi người một cách, mình cũng không tự khen mình, và cũng không đánh giá là phải thế này phải thế kia, cũng không cần phải theo lối mòn. Nhưng đây là một cái cách mà mình rất là thích, và mình với bạn Xuyến Chi cùng ý tưởng và cùng đưa ra để cho mọi người cùng xem, giới thiệu cho các bạn cùng xem và cùng giao lưu tìm hiểu. Và mình sẽ hiểu thêm lan kiếm thông qua cái cách chơi như thế này và nhiều cách chơi khác. Đây, mình xin cận mặt hoa để các bạn cùng nhìn. Chỗ thì gọi là vị hoàng, chỗ thì gọi là thủy trơn, nhưng mà cái tên thế nào thì thôi mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng vấn đề ở cái clip này là cái cần hoa dựng như vậy để cho các bạn cùng biết.
xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.